Rồi chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn mod BIOS của cái main Gigabyte H110MD2 để nó chạy chip Xeon ha. Thì bạn mở PC lên. Thì ở đây là main đang chạy chip G44T nè. Thì main Gigabyte H110MD2 thì bạn copy cái tên này ha. Thì cái này phiên bản F24 2018 là mới nhất của nó. Rồi đóng này đi. Rồi giờ mình mở cái internet lên. Mình bát lên. Mở cái khác ha. Rồi dán ra tìm kiếm. Thì đây là trang chủ của H110MD2. Cái phiên bản của main mình là 1.0. Thì 1.0 với 1.2 là nó nhóm chung nè. Còn là 1.3 là nó riêng nha. Thì bây giờ mình bấm vô hỗ trợ nha. Rồi bạn lăn xuống đây BIOS. Thì bạn tải cái phiên bản BIOS mới nhất của cái main này là F24 nha. Thì giống cái main mình đang xài luôn. Rồi mình mở cái file đó ra. Thì mình lôi nó ra ngoài desktop nè. Rồi F24 nó lôi ra desktop nha. Thì file này nó chỉ có 8 MB thôi. H110MD2 phiên bản là chấm F24. Thì mình cũng xài CopyTime 0.99. Thì mở cái này lên. Rồi Z. Rồi chọn cái ô đầu tiên nè. Chọn đường dẫn vô desktop mình mới lôi nó ra đó. Thì H110MD2 F24 mình chọn open ha. Rồi bấm continue. Thì nó cũng gần giống như Asus nhưng mà nó khác chút nha. Mấy cái này là mình chỉ hướng dẫn cho các bạn làm thôi, còn các bạn nào mà muốn chơi trò chơi mạo hiểm thì tự làm, thì lỗi thì hên xui ha. Lỗi thì bạn mua cái UB để nạp BIOS về nạp lại ha. Thì cái này nè, nếu mà lỗi thì bạn mua về bạn phải biết họ hàng nữa, gồng giga, hoặc là nếu không có biết họ hàng thì bạn mua cái đầu kẹp kẹp ha. Thì mình chỉ hướng dẫn cho các bạn làm vậy thôi, còn cái chuyện thành công hay không thì bạn phải xem cho kỹ nha. Thì bấm vào cái đầu tiên chỗ phần mi nè. Thì cái mi này bấm vô dấu ba chấm nè. Thì nó hiện ở đây ha. Thì mình chọn cái cuối này đi ha. Rồi bấm vô relay. Rồi thì nó relay xong thì cái chỗ enable này mình disable nó luôn ha. Rồi mấy cái patch này mình patch cho nó xanh hết. Thì mấy cái này ở trên đây nó có cái mã nè, bạn coi bạn thấy ha. Giống main của mình mới được ha. Rồi cái này patch tiếp. Rồi patch tiếp. Thì cái này patch luôn. Thì mod mấy cái BIOS này thì nó là trò chơi mạo hiểm cho nên là cẩn thận. Làm đúng theo từng bước thứ tự, không có bỏ sót bước là có khi nó không có thành công là nó bị lỗi luôn á. Là mình phải mua cái đầu nạp BIOS về mình nạp thì mới được, hoặc đem thợ ha. Đây thì bên đây nó xanh hết rồi nè.
Thì giờ mình bấm vô ba chấm ở trên cái đầu bên đây ha. Thì mình bấm vô. Thì ở đây nó có cái 1062 này thì mình chọn này luôn ha. Bấm relay nè. Nó là 1046 gì đó. Rồi nó chạy gì kệ nó ha. Mấy cái này là nó tự động nó chạy chứ mình không có can thiệp gì hết trơn nha. Rồi thì cái nó lên 1062 nè. Thì giờ mình bấm cái ba chấm cái tiếp nè. Thì cái này là 901107. Cái này là 901151 nè, mình chọn đổi lại thành 1107 ha. Mình bấm relay luôn. Cái này nó chạy luôn nha. Mình đừng thấy nó hiện bảng lên cái bảng đóng nó xuống nha. Đây thì xong rồi nè ha, 1107 nè. Rồi bây giờ mấy cái mà chưa có chuyển xanh thì mình bấm luôn. Cái này luôn ha. Rồi nó xanh hết rồi nè. Mình bấm vô dấu ba chấm lên cái phần bên đây. Thì ở đây bạn chết vô ha. Thì bạn chết tới đây cái là nó hết cho chết rồi nè. Mình chết tới cái 906 E9 cái nó hết cho chết ha. Bấm vừa kích S S cha bay nè. Rồi mình chết lại ha. Rồi mình chết tới đây nha. Bên đây nó hết cho chết rồi. Chỉ chết tới đây thôi. Rồi bấm vô relay luôn. Nó khác ai suốt chút. Nó dễ hơn ai suốt. Vô phần S cha này ha. Rồi mấy cái màu đỏ này thì mình lock, unlock nó hết ha. Mình cho nó màu xanh hết. Rồi display nó. Apply nó. Rồi mình chọn cái này auto luôn nha. Rồi xong thì bây giờ mình coi lại hoàn tất hết tất cả các thông số đều ok hết thì bắt đầu mình save cái file này về. Thì bây giờ mình sẽ save nó trên desktop nha. Bây giờ mình đánh nó là T hay gì đó, mình để nó tên nó cho dễ nhớ. Rồi mình save nó lại ha. Rồi save nó xong rồi đó. Mình thoát này ra. Thì ở đây nó hiện trên desktop là cái file T không nè. 8 MB. Rồi thì bây giờ mình sẽ mở cái A cộng BIOS lên. Gigabyte A cộng BIOS nha. Rồi chọn Z. Rồi ok ha. Thì cái phiên bản BIOS của nó là H110 MD2 F24. Thì bây giờ mình sẽ up BIOS từ file nè. Rồi chọn desktop ha. Rồi cái file mà có chữ T nhóc ở trên mình mới tạo nè. Rồi open ha. Rồi chọn ok. Rồi thì nó đang nạp BIOS đó. Thì nạp của dòng Giga này nó tiện hơn là ASUS. Nó có tool này nó nạp file chấm bin. Rồi thì mình cứ đợi nó thôi. Nào nó xong rồi mình tính tiếp. Lúc này là không có để cúp điện gì hết nha. Lúc này là đang up BIOS lên trên main luôn đó. Cúp điện hay là máy bị lỗi hay bị treo gì đó là main nó sẽ không khởi động lên nữa đó. Thì các bạn muốn khởi động lên nữa thì các bạn mua đồ nạp BIOS về bạn nạp lại ha.
thì mới lên nữa, chứ còn main không hư ha, nó chỉ hư con BIOS thôi. Nếu mà nó khi mà bạn bị cúp điện hay là bạn bị tắt ngang gì đó rồi bấm retinal ha thì nó báo xong rồi đó, BIOS update complete nè, bấm retinal rồi thì mình sẽ nhấn đeo vô BIOS, nó khởi động lại, nhấn đeo vô BIOS coi coi nó còn lên hay không á, coi coi con BIOS này mình cập nhật thì nó còn lên hay không. Thường ghi ra nó khởi động lòng vòng hai ba vòng rồi nó mới chạy được á. Nó thì nhấn đeo vô ha. Rồi thì nó vô BIOS lại ok nè ha. Rồi thì mình sẽ tắt máy. Rồi mình sẽ gỡ cái CPU này ra. Để CPU này ra. Thì con CPU này nó hơi khó gỡ cho nên là các bạn phải cẩn thận nha. Rồi mình gắn con Xeon vô. Thì cái main mình là phiên bản nó là 1.0. Bây giờ mình coi coi nó lên không cái đã, rồi mình tháo gắn cái kẹt rời ha. Kích coi coi nó có bị tắt không. Kích cái nó quay tắt nè ha, để coi nó có quay lại không. Thì máy cập nhật BIOS thì nó quay vòng vòng. Để coi coi nó có chạy được xe ông này không cái. Cháy đèn, cháy bàn phím này ha. Bây giờ mình gắn cái tắt, mình gắn cạc gờ vô. Rồi mình gắn cái cáp màn hình lên cạc gờ. Rồi mình kích nguồn lại cái. Vẫn quay vòng vòng ha. Vẫn quay hai ba vòng nè. Có khi mod với ông thì nó phải quay vòng vòng vậy đó thì nó mới chạy được. Hên xui nha. Đây, nó cháy đèn lan rồi nè, đã lên rồi đó. Để nó vô win cái mình coi cho mình coi cái nó nhận xe ông sao. Rồi thì bây giờ anh mở PC lên tiếp. Z. Đây thì nó chạy là Xeon E3 1240, cái này V5 nha. V5 3,5 GB. Cái này là main là H110 MDS2 F24 là mình mới mod nữa đó. Thì bây giờ mình mở cái tắt manager lên coi coi nó nhận nhiêu. Đây nó nhận 4 nhân 8 luôn nha. Xeon E3 1240 V5. Rồi thì cái main Gigabyte này mod BIOS để chạy Xeon thì nó dễ hơn ASUS. Đó thì các bạn mà muốn mod đó thì làm theo đúng thứ tự của mình. Thì cái này nó là hên xui. Còn BIOS trên main Gigabyte này là chip dán. Cho nên là các bạn mua đồ nạp thì thủ ha. Mua luôn cái kẹp để kẹp BIOS nếu mà bạn có làm lỗi. Thì cái này mình chỉ khuyến khích cho các bạn nào mà khoái chơi trò chơi mạo hiểm thôi, chứ còn mà bạn nào mà nhát tay thì hoặc không rành máy tính thì không nên làm mấy cái này ha. Rồi thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn nhiều thôi. Bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe. Cái này mình thấy xe ông nó chạy main Gigabyte này chạy mát hơn ASUS nè, 36 độ nè. Chứ ASUS thấy nó mình cũng để cái tản nhiệt nó như vậy luôn ha. Rồi bye bye các bạn, chúc các bạn nhiều sức khỏe.